bữa đông đang về bến nha. Chiếc đang chạy vô nữa nha. Wow, sóng dữ vậy ta. Xa có chiếc gió lãi nữa các bạn. Đây có một chiếc tàu cao tốc nhỏ nha, đi Hòn Tre nha các bạn, đang mở ra ha. Thì bên cạnh đây thì chiếc Everest cũng đang chuẩn bị rời cảng luôn nè. Đi Phú Quốc nha. Chiếc Everest này chạy nhanh luôn nha các bạn. Ra tới kia không biết chiếc cao tốc nhỏ chịu nổi sóng không ạ. Có một chiếc tàu kéo nha.
đang kéo chiếc cao tốc này nè. Cao tốc cũng khá là nhỏ ha. Đây tiếp tục một chiếc Superdome 9 nha. Đang chuẩn bị rời bến tàu Rạch Giá nha các bạn. Thì cái bến tàu Rạch Giá này nằm ở phường Vĩnh Thanh nha. Ngoài xa có hai chiếc ghe cào nữa các bạn à. Đây có một chiếc đang mở vô nè. Này đang chạy vô ha. Với tốc độ khá là nhanh ha các bạn.
nhẹ lại nha.